Xin chào các bạn, video này thì mình sẽ chia sẻ cách làm thạch dừa xiêm, một món ăn vặt vô cùng ngon và dễ làm. Nhà bạn nào có nhiều dừa tươi có thể thử làm món này. Miếng thạch dừa giòn, ngọt mát, thơm vị của nước dừa. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu để làm nhé. Mình sẽ sử dụng 7g bột rau câu và 130g đường để làm phần thạch nước dừa. Bột rau câu thì mình sẽ đem trộn với 130g đường. Rồi mình cho vào trong nồi 800ml nước dừa tươi. Sau đó đổ hỗn hợp bột rau câu vào, khuấy cho tan. Và mình sẽ để nồi nước rau câu ngâm 15 phút, cho bột rau câu nở ra. Để làm phần thạch nước cốt dừa thì mình cũng chuẩn bị 7g bột rau câu và 130g đường. Mình cũng sẽ trộn đều bột rau câu với đường. Sau đó cho vào trong nồi 700ml nước dừa tươi, rồi đổ hỗn hợp bột rau câu vào, khuấy cho tan. Mình cũng để ngâm nồi nước rau câu này 15 phút. Sau khi ngâm đủ thời gian thì mình sẽ bắc nồi rau câu nước dừa tươi lên bếp để nấu. Mình sẽ để lửa lớn và nấu cho nồi nước rau câu sôi lên. Sau đó hạ nhỏ lửa xuống để nấu nồi rau câu sôi lăn tăn tầm 5 phút. Mình nấu kỹ như thế thì sẽ giúp cho thạch rau câu sau khi mình đổ xong hạn chế được việc bị cháy nước. Rồi mình cũng bắc nồi rau câu nước cốt dừa lên bếp để nấu. Khi nồi rau câu nước cốt dừa sôi thì mình cũng hạ nhỏ lửa xuống để sôi lăn tăn. Mình sẽ chuẩn bị những cái hộp để đổ thạch rau câu và mình sẽ múc rau câu nước dừa tươi đổ vào trong các hộp này. Mỗi một lớp thì mình sẽ đổ 100ml. Nồi thạch rau câu nước cốt dừa thì mình sẽ cho thêm vào 100ml nước cốt dừa. Sau đó mình cũng sẽ múc mỗi một ca 100ml và đổ lớp rau câu nước cốt dừa lên bên trên lớp rau câu nước dừa tươi. Để các lớp rau câu không bị tách, chỉ cần lớp rau câu bên dưới hơi đông bề mặt thì mình sẽ đổ lớp tiếp theo. Trong quá trình đổ thì nồi rau câu bạn vẫn để trên bếp và mình để lửa thật nhỏ để giữ ấm cho rau câu không bị đông lại. Bề mặt của lớp rau câu nước cốt dừa đông lại như thế này rồi thì mình sẽ tiếp tục đổ lớp rau câu nước dừa tươi lên. Cứ như thế thì mình sẽ đổ lần lượt từng lớp một cho tới khi đầy hộp. Sau khi đổ xong thì mình sẽ để hộp thạch rau câu này nguội, rồi cho vào trong ngăn mát của tủ lạnh. Đây là các hộp thạch rau câu mà mình đã cho vào trong ngăn mát tủ lạnh được tầm 1 tiếng. Lúc này thạch cũng đã lạnh và đông hết rồi. Các bạn có thể thấy các lớp thạch rau câu rất là đều nhau. Một lớp rau câu nước dừa tươi trong, một lớp rau câu nước cốt dừa màu trắng, xen kẽ nhau. Khi mình ăn thì cắt ra thành những miếng nhỏ. Những miếng rau câu mát lạnh, ngọt thanh, giòn giòn và thơm vị của nước dừa. Các bạn hãy thử làm và thưởng thức nhé. Chúc các bạn làm thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.